đến ngay lẩu Việt, vui liên hoan đến ngay lẩu Việt. Kính chào quý khách hay tiệc sinh nhật hay anh em chung vui cuối tuần. Hey, quán rượu rất đẹp, món ăn ngon giá thì rất tuyệt. Được, ta đến chia sẻ vui buồn cho một năm tràn ngập sung sướng. Vui lẩu Việt, tiệc rộn ràng. Hotline 0384 378 586. Ôi, vào đây nhanh đi. Đấy, nhà có đẹp không? Bác đã bảo mà, mày đi xuống sớm, tôi ngủ tôi mịt này mới đến. Ôi dồi ôi, bác nhắc đến cho mới nhớ, tại cái thằng Xiaomi tổ cha đó chứ. Này, mày biết ở đây là thế nào không? Sao cứ cha mới bố mẹ nào, nhẹ nhàng thôi, đến đây nhà người ta thế này. Ý là cháu là tại cái thằng xe ôm, nó chở cháu đi, nó cứ lòng vòng. Xong nó thả cháu ở giữa đồng. May mà bác tìm được đấy, không thì đêm nay cháu ngủ ngoài đồng này. Đấy, đây là nhà đây này, mày nhìn thấy chưa? Ô, đẹp chưa? Ở đây hay nhỉ? Ừ. Hát cả quê mình, cháu nghe thấy giờ này vẫn còn hát karaoke. Ok, vui lắm, vui lắm. Ôi nhưng mà bác ở cả một cái nhà to này á. Ừ. Ui. Đấy, đẹp chưa? Này, nhà này giàu này chắc trong này có nhiều đồ quý lắm nhỉ? Này, bác dặn nhá, mày không được tắt mắt không nhá. Ừ. Bác nói thế nào thì bác nhìn thế này mà bác bảo cháu là có tính các bạn trộm à? Tao nhìn mày gian lắm. Mắt với người ngợm trông đấy này gian lắm mày ạ. Nhớ chưa? Bác dặn nhớ chưa? Biết rồi. Nói khẽ thôi. Cứ mầm ấy. Cháu biết rồi. Mà bác ơi. Về buồn ngủ quá rồi. Mày biết chỗ nào mà ngủ? Bác phải dặn đã. Không mày ngủ sáng mai người ta ra mày không biết nói thế nào thì chết đi. Đây này, nhà này nhá, có cậu cả, cậu hai, cô ba, cậu thứ tư đi nước ngoài rồi. Ừ. Mày phải nịnh nhá, người ta xấu mày phải khen là đẹp, mày hiểu chưa? Ờ, sao lại thế? Xấu mà lại bảo là đẹp. Vô lý thế. Người nhà quê ấy, là hay có cái tật cứ nói xấu người ta, có bằng người ta đâu mà chê. Ôi giời ơi, biết rồi. Biết rồi. Chủ ngữ, vị ngữ, mày hiểu chưa? Không được nói chung không? Có nghĩa là bây giờ mình khen người ta, mình phải nói có đầu có đuôi, có chủ ngữ vị ngữ chứ gì? Đúng rồi. Đấy, đi vào đi, vào đây. Xin được cái chân bảo vệ, nói lằng nhằng quá. Ngậm cái mồm vào, không nói gì ở mồm đấy. Này, mày thấy con này được không? Con này phải được nửa đĩa. Nửa đĩa cái gì? Mày thấy nó đẹp không? Đây thì đẹp. Thế nào mày đẹp? Cút. Tao sút mày phát rồi. Thế anh cáu. Thằng Dô này, mày điếc à? Xe tao mới mua, coi thì coi thửa to như thế mà ấn mãi mày mới ra mày mở cửa. Mày làm gì mà mày loay hoay lâu thế hả? Bây giờ tôi hỏi anh nhá, cái cửa nó to nó nặng thế kia mà anh nhìn người tôi thế này mở nhanh làm sao được à? Không nhận trông mày còn cao to. Anh bảo này, anh mới thửa con Jim Chiến này, mày nhìn nào, được không? Đất thì đẹp. Cái gì? Con này mà mày nói thế á? Con này của tao long lanh như này, mày bảo sao? Đất thì đẹp. Mày thằng nhà quê này, mày ăn nói thế à? Nói như nào thì đẹp, thì đã bảo đấy thì đẹp một gì nữa. Có chuyện gì không cả? Đây, chú hai đây rồi. Thằng này, con xe của tôi như này mà mày bảo sao? Đấy thì đẹp. Đấy. Cái thằng này á, thằng này thì nó có khen em bây giờ. Hôm đó em hỏi nó con chim thế nào, nó cũng bảo đấy thì đẹp. Trẻ em đó, hôm đó em vừa mua cái điện thoại, em hỏi nó là thế nào, nó bảo đấy cái đẹp. Thế như thế nào mày mới đẹp? Ê, cắt thua
chúng nó chó đàn quấy cháu. Mày bà chó đàn hả? Con cháu nhà bà đúng không? Bà phải dạy bảo nó đi nhá. Sao vậy thế hả? Chắc có làm gì đâu. Thế nó nói cái gì để các chú đánh nó hả? À, này, con xe của tôi như này tôi hỏi nó, mày bảo sao? Tao thấy đẹp. À, đấy. Con chim của tao kia, tao hỏi mày có đẹp không? Mày bảo sao? Đếch thấy đẹp. Cái điện thoại của tao sao? Mày bảo sao? Đếch thấy đẹp. À, đấy nhá. Tao thấy chưa? Nó có khen nào bao giờ? Như mày như thế nào mới đẹp hả? Sao mình chê? Cháu có chê đâu, khổ quá. Bác có nhớ hôm bác dẫn cháu lên đây, bác cha bảo là cái lũ nhà này nó rất là ưa nịnh. Thế thì mình phải khen là phải đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ còn gì. Thì cháu là đếch là chủ ngữ, thấy đẹp thì là vị ngữ, đầy đủ thế cái gì. Bác hiểu rồi. Các cô, các chú ơi, đấy là nó khen đấy ạ. Khổ nỗi, tên của nó là Nguyễn Văn Đếch. Thôi được rồi, tôi sẽ hứa bỏ rượu. Mà mình hứa mình phải thực hiện cho nó cùng mức
lời đâu đấy, mình hứa với em rồi đấy. Không bao giờ nuốt lời đàn ông. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Cho anh uống hết rượu trong tủ nhà mình. Uống hết rượu trong tủ nhà. Có mà nửa đời giang hồ uống rồi hết. Này. Hả? Cái chỗ mà nửa đời giang hồ mà bán rồi. Hả? Ai rồi? Ôi trời ơi. Chim sẻ gọi đại bàng. Đại bàng chết chưa? Đại bàng chết chưa? À, đại bàng cái đầu mày. Xem. Em tưởng là như trong phim ấy, ăn trộm là anh em mình phải đặt bàn ra tín hiệu chứ. Xếp thì em sạch sẽ để giày ở ngoài, nhà chủ nó về nên nó không phải quét nhà. Đúng rồi, thằng nào tao bảo mày vào trong nhà xem có cái gì cần lấy nhanh lên đi. Dạ vâng, bắt đầu. À sếp ơi, sếp nhìn em có đẹp trai không? Chú vậy. Dạ, chủ nào em thử sếp, hóa ra sếp cũng hèn như em. Đần cái gì mà đần? Tao bảo mày lấy cái gì nó có giá. Mày bên cái này ra làm gì? Sếp thì gọi chả biết có thực thì mới vực được đạo. Mình phải có ăn đã xong mình lấy được chứ. Ôi, mày suốt ngày ăn thôi. Mày ngu lâu lắm, tao đào tạo mãi mà không được. Trời đất ơi. Xem ơi, bây giờ thế này. Dạ. Mày lên trên gác 2. Dạ. Xem chỗ nào nó để két sắt ấy. Dạ. Phá ra trong đấy là bao nhiêu tiền nong nó để trong đấy. Lấy hết thôi cho tao. Ủa, trong két sắt ạ? Ừ, đi lên tầng 2. Vâng, em lên. Tao ở dưới này tao quan sát cho. Dạ vâng. Đi đi. Xem chỗ nhá. Ủa, từ. Dạ. Tao lại để tao. Mày lên mình đi đi. Sếp ơi, em chợt nghĩ ra, anh nói quá, cái nhà lạ nhỉ, toàn đồ ăn ngon, chắc này, nhà trong gia đình này xài nhà ăn lắm, một tuần ghé thăm nhà này 2-3 lần, được, xong chưa đầy hơn, tốt rồi. Phá được cái sắt chưa? Phá được chưa? Chưa. Mày chưa được mà mày xuống mà cái nhăn nhở nhở thế. Thì em xuống thì nhiều cổ quá. Này, thế tao bỏ tiền ra, tao cho mày học ở bên Tây. Mỗi cái việc phá két sắt tại sao mày chưa làm được hả? Tại sếp ấy. Tiết kiệm vừa đấy chứ. Cho em học cái bài là móc túi. Còn bảo là riêng cái bài này, học két sắt ấy, mày về, tao dạy. Thì sếp lên mà phá. Rồi được rồi, sắp tới này tao cho mày học cái khóa mở két sắt cấp tốc ở bên Tây. Vâng, cho mày lên đi, tao canh cho mày lên. Lên thì này, có cái gì vơ đại đấy, sắp đến giờ chủ về rồi đấy. Thế à? Còn có mấy phút nữa rồi đi nhanh lên. À sếp, cầm cho bỏ táo. Tí nữa để em ăn. Tao quan sát mấy hôm nay còn có mấy phút nữa. Nhanh lên. Nhanh lên đàn ơi. Ôi sếp, nặng quá. Bao nhiêu của quý mày không lấy? Mày lấy cái đồ này về làm cái gì? Toàn cái đồ sida, đồ sican hem như này để làm cái gì? Sếp, sếp phải bình tĩnh nhé. Xem nào, con tao sốt ruột quá. Xem nào, bình tĩnh, sếp bình sếp. Có nhà chủ nhà. Tao canh coi. Xem nó là cái gì? Đưa tao xem nào. Tích tích tao. Gì đấy sếp? Cái gì đấy? Em thấy cái này nó cứ soi em. Thế là em thích quá, thế là em vặn lưng mang về thì chọn xoay gương. Nào, fly. Cái đồ mày. Dạ, sao mày cứ xoay gương vào đấy làm gì? Tao hỏi mày, cái này nó là cái gì? Sếp, ngu bền vững, ngu gì mà ngu như vậy. Được, cái này gọi là
camera không dây. Hả? Năm hai. Ừ, tối rồi. Mày bảo gì? Camera. Vâng, cái camera. Không dây. Xem nhìn vào đây. Con chết tổ mày ơi. Đây nó là cái camera không dây. Nó soi được hết việc tao với mày làm rồi. Yeah. Từ nãy đến giờ người ta biết hết tao với mày ăn cắp một cái nhà này rồi. Biết à? Ừ. Sếp ngu. À sao? Có thế mà cũng không biết xử lý. Sao? Bây giờ nhá, em chỉ việc ném nó xuống đây, thế là xong. Ngu gì đúng rồi. Mày là thằng đại đần ấy. Mày tưởng ném đi là xong à? Mày ngu thế. Đây mới chỉ là cái củ thôi. Chứ còn ở trên kia họ lưu hết lại rồi. Lưu hết lại hình ảnh tao với mày ăn cắp ở cái nhà này rồi. Bây giờ là cái nào này? Chuồn thôi, mày ở lại, tao chuồn trước. Đã có lần anh có ngựa ghé thăm, gạt vắng điều hưu khung cảnh âm thầm. À ui, ôi, làm gì thế, chọc vào chân em rồi. Chân của em chỉ thiên chỉ địa, như là chân cám. À, không nói gì đấy. Này, sao hôm nay liều thế? Ô, thế em không biết à? Liều là tên của anh, bố anh tên là Lĩnh. Liều Lĩnh là bản chất của anh. Trời ơi, ý anh nói là cái độ liều lĩnh của anh là nó có ra phả rồi chứ gì. Này em, anh nhớ em quá. Nhớ phát điên phát dại. Đau. Này em ơi, em ấy lúc nào anh cũng phải kính cẩn nghiêm mình trước vong linh của em. À, vừa nói cái gì ở mồm đấy hả? Phui cái mồm. Phỉ phui cái mồm. Lúc nào anh cũng nghiêng mình trước sắc đẹp của em. Nhắn. Ủa anh ơi, chồng em nhắn tin anh ơi. À, nhắn tin đấy. Này, em đừng có mang chồng ra do anh ấy. Anh sợ gì? Ê, cơ bắp. Cuộn cuộn nữa chứ. Anh có cả võ đấy. Này, không tin em cứ gọi chồng em về đây xem mèo nào cắn miểu nào. Rồi ạ. À, em nói đưa anh làm gì? Đây này, nhắn tin là 2 phút nữa về. Nãy giờ nói chuyện đúng 1 phút rưỡi rồi. Anh làm trò gì nhỉ? Tin gì đấy? Rồi ơi, tưởng thế nào? Em ơi. À, mình à. Xịt cái mùi gì kinh thế? À, ông mình ơi, nhà mình giờ này nhiều muỗi lắm. Em xịt muỗi, em xịt muỗi nhỉ? Muỗi! Nào! Dạ. Xịt vào người anh ấy. Hình như mình bị dị ứng đúng không? Ôi dồi ôi, dị ứng thế này mà bây giờ mình vào mình ngửi cái mùi này thì mình chết. Theo em ý, mình cứ đi đâu đấy ít phút đi mình ạ. À. Không, anh bị dị ứng thì làm sao mà đi ít phút được. Thôi, bây giờ em cứ ở nhà em xịt cho hết hẳn muỗi rồi anh về nhá. Có gì gọi điện cho anh. Mình đi nhá. Cứ đi cẩn thận nhá. Đi rồi, đi rồi. Rồi. Anh làm gì đâu? Này này, anh chào mày béo quá. Mặc cái quần nó chật, nó đứt cái cúc quần. Anh tìm cái cúc quần. Thôi đi, không phải trình bày. Đi chưa? Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi chưa? Rồi ạ. Ta cũng tranh thủ đi thôi. Măm à. Bỏ cái tay ra. Sao bảo là đi công tác? Mà người ta đã bảo rồi, sang thì phải báo trước. Không báo trước coi nhỡ lão chồng ở nhà thì làm sao? Hôm nay ở nhà anh ấy, mụ vợ bố tự nhiên xịt cái thuốc muối gì, mùi kinh khủng không chịu nổi. Cho nên là anh phải lánh sang đây với em. Bỏ tay ra. Ý của anh ấy là anh coi nhà em chỉ như cái nhà trọ chứ gì. Lúc nào anh không có nơi để về thì anh mới sang nhà em chứ gì. Bậy nào. Làm gì có chuyện đấy. Em phải hiểu là lúc nào anh cũng nhớ đến em nhé. Nói thế nghe còn tàm tàm. Chồng về rồi vợ ơi. Ôi ôi. Đứa nào rộng chồng em. Hả? Bảo lên đi 3 tiếng mà mới đi được có 30 phút đã về. Thế bây giờ là anh đi vào trong tủ bếp ôm mình ra. Em đang dọn nhà. Mà suốt ngày dọn ra đâu thế? Ôi trời ơi. Linh à.
Chị muỗi à? Ừ, có mưa nhiều muỗi lắm. Bây giờ mình ra quán cà phê nhá. Mình chờ em một tí. Tí nữa em xịt muỗi xong. Xong rồi bay hết cái mùi hơi xịt muỗi này rồi em gọi mình về. À, thôi được rồi. Cứ xịt muỗi nhá. Ừ, anh đi mấy tiếng này về cũng được nhá. Mình cứ đi thoải mái nhá. À, tình huống xịt muỗi quen quá nhỉ. Xong rồi. Muỗi gì? Con muỗi 75 cân chứ gì? À, chủ quán. À, anh uống uống gì anh? À, cho cốc trà nóng đi. Cốc trà nóng nhé. Anh đi đâu mà tay xách nách mang nhiều đồ thế? À, anh vừa bển về. Ở bển tức là ở nước ngoài á? Ừ, vừa sân bay về. Ôi trời ơi, quý hóa quá. anh uống đi, anh uống đi. Công nhận là làng mình bây giờ thay đổi nhiều quá em nhỉ? Vâng. Ngày xưa là anh ở đây thấy nó mộc mạc, nó yên tĩnh lắm. Ừ. Thế mà bây giờ sầm uất quá. Chắc lâu lắm anh mới về đúng không? Ở đây bây giờ mọi thứ thay đổi lắm. Ừ. Ngày xưa một cốc trà nóng có 5 đồng bạc mà bây giờ 5.000 một cốc đấy. Cái gì? Cái cốc trà bé tí này mà 5.000 á? Ừ. Úi dồi ôi. Này, ngày xưa 5.000 là tôi mua cả xô trà đá đấy. Không có gì mà đắt thế. Ơi, sale đi. Sale là cái gì hả anh? Có ăn được không? Sale nó là giảm giá nhá, giảm giá đi. 5.000 đắt quá. Mà này, tôi mới uống được có nửa cốc, tôi trả cô 2.000. Biết nhìn anh rõ lịch sự này, đi mặc cả mấy cái đồng bạc tiền nước chè. Không phải là vấn đề tiền nong, tôi thì tôi chả thiếu tiền, nhưng mà cái gì nó ra cái đấy. 2.000 nó chỉ xứng đáng là 2.000 thì tôi giả 2.000, có gì đâu mà. Thôi được rồi. Cho anh cốc chè 2.000. Giờ còn ai uống chè 2.000. Này, đừng có nhất bên trọng, nhất bên khinh nhá. Nhưng hôm nay không có khách thì sao mà ngồi hễu ra đấy. Từ sáng đến giờ nó làm gì có mống nào. Chú này. Dạ. Chú là xe ôm à? Vâng, xe ôm là em là xe ôm. À, may quá, anh lại đang cần tìm xe ôm. Chú có thể chở anh đi được không? Thế anh đi đâu? À, chú cho anh đến cái địa chỉ là nhào nhỉ? À, ngõ 69 phố Đường Bưởi. Ngõ 69 phố Đường. Anh ơi, em xin 70. Cái gì mà 70? Đây ra đấy mà 70 á? Vâng. Ôi trời ơi, gì mà bóp kinh thế? À. Sale đi. Này, sale là gì ấy nhỉ? Không biết là có ăn được hay không? Trông mặt ngây lắm. Vừa đấy tôi không biết đâu. Sale là giảm giá đấy. Giảm giá. Dạ, em xin phép anh. Đấy là nó giá niêm yết của toàn hệ thống xe ôm chúng em rồi. Dạ, không có thể giảm giá được đâu. Tức là tóm lại là 70. 70 ạ. Thôi, đắt quá, tôi không đi nhá. Ờ. Ui. Ê, tưởng nào. Anh ra. Úi dồi, như nào ngã đấy. Không, không, anh á, em ạ. Vâng. Cái gì đấy? Cho em xin phép được chào anh. Em nghe nói là anh về 69 Đường Bồng. Anh về đấy làm gì ạ? À, thì mình về nhà đứa em gái. Em gái ạ? Ờ. Em gái anh tên là gì? Nó tên là Mộng, chồng tên là Du. À. Mà chú hỏi có việc gì không? Vợ chồng nhà Mộng Du đúng không? Ờ. Rồi, em là hàng xóm nhà đấy đây. Này, bác tìm xe ôm đúng không? Ở chuẩn rồi. Cho chú biết. Ừ, cái gì em chả biết, chẳng qua là em có muốn nói hay không thôi. Để em chở cho. Chú là xe ôm à? Vâng, em là xe ôm này, giới thiệu với bác. Em là hách, hách xe ôm. À. Vợ em là cơ, hàng xóm cứ gọi là vợ chồng hacker. Vâng. Thế chú chở anh luôn nhá. Vâng. Như này này. Chú định lấy anh bao tiền? Thôi, đây em cũng định bảo luôn. Chỗ quen biết, em lấy bác 50. Ủa cái gì? Cái gì mà 50? Đặt thế. Thôi, xeo cho anh. Xeo gì? Ok. Thế bây giờ... 49.000. Đồng ý. Cô chú ngồi đây cho tôi hỏi, có thấy cái thằng nào mà nó lảng vảng quanh đây không? Nào lảng vảng quanh đây. Cái thằng mà lúc nãy tôi ngồi đây nó lảng vảng quanh đây. Ừ, thằng đấy là nổi tiếng ở cái vùng này là ăn trộm ăn cắp đấy. Hả? Thế bác có vấn đề gì với cả nó? Chết tôi rồi, khổ quá. Tức là lúc ấy tôi đang định đi xe ôm của nó. Thế là nó bảo tôi ngồi chờ rồi nó đi lấy xe. Thế là nó cầm luôn cả cái túi đồ của tôi đi rồi. Ôi, thế trong túi đồ có cái gì giá trị không? Gì? Quần áo của tôi ở hết trong đấy rồi. Chỉ có quần áo thôi gì? Ừ. Ừ, thế thì may. May rồi. Nó đang định cái gì đâu chứ. Ôi.
May thật nhở. Mua quần áo trong đấy. May mà cái điện thoại là tôi vẫn còn cất ở bên người nữa. Thế thì ví tiền của bác để đâu? Đây, ví tiền là cũng trong quần áo luôn. May quá, may nhở. Thế là bác mất ví tiền rồi đấy. Ừ nhở. Ôi, thế là ví tiền cũng trong. Ôi, tôi chết. Thế ví tiền tôi cũng trong quần áo tôi bị mất. Bây giờ như nào cô chú? Thôi, bác bình tĩnh. Bây giờ ấy, bác cứ lên ủy ban xã trình báo nhé. Ủy ban xã đâu chú? Nhớ kia đi thẳng rẽ phải. Rẽ phải, ok, cảm ơn thầy. Trời, ai bắt tham rẻ, đám đời lão keo kiệt. Này, quên mất công dặn lão trước. Lên trên đấy cũng ối người tìm nó đấy. Cái gì đây? Chị giúp việc ơi! Sao lại để nhà cửa như thế này? Ôi dồi ôi, mình ơi! Mình bị làm sao thế hả mình ơi? Làm sao thế này? Anh đã bảo rồi, anh bị bệnh sạch. Em cứ để anh nhìn đến những cái cảnh như thế này. Ôi lại ôi. Cống rồi. Cống hả? Cống hả? Mình đỡ cống chưa? Chưa. Chưa à? Đỡ cống chưa? Cống chưa? Đỡ rồi. Trời ơi, thương quá, có làm sao không? Làm sao cái gì? Rồi ạ. Chị giúp việc đâu? Anh ở nhà cứ trên mây ấy. Em đuổi việc bái lâu rồi. Sao đang yên đang lành em lại đuổi việc người ta? Cái gì? Anh bảo là đang yên đang lành á? Anh có biết là em khổ với bà ấy như thế nào không? Ô xin cái kiểu gì nhá, mà cứ ngồi xem tivi, nấu cháo điện thoại. Tất cả các phim truyền hình nhá, bà ấy à, xem mà không bỏ sót một tập nào. Tin tức nha, thời sự, em chả biết cái gì cả. Thì bà ấy cứ đọc vanh vách vanh vách. Ngồi bà ấy để mà em chết à? Nhưng mà bây giờ ô xin ở đâu chả thế à? Mình phải sống chung với lũ đi chứ, phải chấp nhận chứ. Sống chung với lũ á? Anh đi mà sống chung với lũ. Tôi thì tôi không chấp nhận được. Tôi đã có kế hoạch của tôi rồi. Ra. Ôi. Em nhắc chị này, từ lần sau vào nhà là phải nói trước với em nhá. Em bị bệnh yếu tim như này. Vâng, vào đây. Mình ơi, xin tự giới thiệu với mình. Đây là chị Thêm, giúp việc mới của nhà mình. Đấy. Chị Thêm này là người miền núi, cùng quê với cả cái hàng học lớp với em ấy. Mà đặc biệt nhá là chị Thêm ấy là chị ý không nấu cháo điện thoại, không sử dụng tivi, không biết dùng internet. Mà tóm lại, không biết gì về điện thì đừng động đến shift hunter. Ôi trời ơi, đấy chưa mình thấy không? Mình thấy không? Quá khá luôn. Được không? Được. Bây giờ. Tao làm luôn bây giờ. Chết. Sao lại tao? Nhắc này, ở nhà em không được mày tao chí tớ. Một là chị gọi là chị, hai là chị gọi là tôi. Chị nhớ chưa? Tôi. Rồi. Tôi bắt đầu nhá. Tao làm luôn. Ten 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 ten. Sạch như nâu như ni luôn mình ạ. Trời ơi thích quá. Anh công nhận là em tìm cái chị giúp việc này mà phải gọi là cực kỳ chính xác. Quá được luôn. Mới như mới mua này. Này, lâu lắm rồi nhá là em không nghe cái tiếng âm thanh nó phát ra từ tivi nhà mình. Mà internet nhà mình nhá là dung lượng nó không hề biến động mình ạ. Trời ơi tuyệt vời quá. Chị lau sạch cái nỗi anh đang soi gương cái này. Hay thật đấy. Đấy, các cụ nói cấm có sai. Nhà sạch thì mát mà bát sạch thì ngon cơm. Ừ. Này, em có nhìn thấy cái điều khiển tivi đâu không? Đấy. Anh nhắc em mới nhớ nhá. Hôm qua làm việc em vứt cái điện thoại ở đây mà giờ lại không thấy đâu đây này. Để anh có thấy không? Thôi chết rồi. Điện thoại của anh cũng đâu ấy nhỉ? À thôi chết rồi. Chị Thêm. Có khi để tính chị là tính chị cẩn thận chu đáo, chị cất cho vợ chồng mình rồi. Ôi giời ơi. Gọi. Chị Thêm ơi. Tao đây. Tao ơi tao. Tao cất điện thoại của em đi đâu rồi? Tôi làm rồi. Lấy luôn nhá. Này, còn điện thoại của em nữa. Cả điều khiển tivi nữa nhé. Được rồi, có tất. Chờ đấy. Mang hết rồi đây. Vâng. Hay thật thấy không? Tính cẩn thận chu đáo nó thế. Đây. Tăng luôn. Đông đưa chiếc nồi đông đưa chiếc nồi đông đưa. Thôi, không đông đưa nữa. Sao chị lại treo điện thoại của em lên thế này? Hỏi thế mà hỏi. Cô chú ăn ở bẩn thỉu lắm. Sáng nay chị xuống dọn dẹp ở bàn nhá, chị thấy là điện thoại cô chú này, điều khiển tivi này bẩn quá, chị cho vào máy giặt
quay lên rồi, sạch sẽ không? Sạch á? Này, chưa hết đâu nhá. Còn tivi kia kìa, cô chú nhìn mà xem. Đấy, cái gờ trên tivi kia kìa. Úi dồi ôi, bụi bám mà nó dày như thế này này. Sáng nay chị cho nó một số nước, lau khô, bóng loáng luôn. Một số nước. Sạch không? Sạch. Tốt không? Tốt. Được không? Được. Quá được. Tôi xin bà thôi. Ôi dồi. Ôi dồi. Ôi dồi. Ôi dồi. Bà ơi, tôi xin bà. Ôi dồi. Ôi dồi. Ôi dồi. Ôi dồi, tôi đã bảo bà. Ôi dồi. Đứng lại không? Đứng lại. Bà quá bảo vệ đi rồi. Ôi dồi, bà ơi, bà ơi. Ôi dồi. Ôi dồi, nào. Thôi. Này, tôi nói cho bà biết nhá. Không phải bấy lâu nay tôi nhường nhịn bà mà bà được đà nhá. Đường đường tôi cũng mà là một đấng trượng phu nhá, không phải suốt ngày lau nhà rửa bát nhá. Không lau nhà rửa bát hay nào, okay, okay. Tôi nói cho chú nghe nhá, đường đường là một tấm chồng như thế này mà hễ đi thì thôi, về đến nhà nằm ườn ra xem tivi mới chơi điện tử, không chịu giúp vợ con trông nhà rửa. Trời ơi, anh chị buồn cười quá đi, khu phố mình là khu phố có văn hóa. Thế mà anh chị cãi nhau như thế này làm tổn hại đến cái danh hiệu văn hóa đấy. Mà hay hò gì cái chuyện lôi nhau ra ngoài này cãi nhau nhở, để bao nhiêu bà con lối xóm người ta nhìn thế này. Thế không cãi nhau ở đây thì cãi nhau ở đâu? Này 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 này, chị mà còn gây mất trật tự nữa nhá là tôi lôi lên phường phạt hành chính đấy. Ông bà ta đã nói có cãi nhau gì thì về nhà đóng cửa bảo nhau nhá. Đằng này thì cứ tách vạch cáo cho người xem lưng nhá. Đấy, nào, đấy bác thấy không? Tôi cho lên vườn bây giờ. Thôi anh chị về nhà đi. Về thì về. Đi về. Đi về. Như thế này tất cả là tại chú đấy. Ôi sao lại tại em? Thế còn tại sao à? Đấy, chính vì nghe lời chú, chú bảo nó về nhà đóng cửa bảo nhau. Anh về đóng cửa thật kỹ vào để vợ chồng anh bảo nhau. Thế nhưng mà được câu trước câu sau là tôi cô ấy nổi tâm bạch như thế, nổi điêu rông chảo bát đĩa là cô cứ ném hết cả vào mặt để anh như thế. Mà vào lúc ấy không thể mở cửa được vì chốt cửa nó chặt quá rồi. Thế tất cả là tại chú đấy. Tức là không trốn được cái gì ạ? Trốn vào đâu? Ôi trời ơi. Thế hóa ra là đóng cửa bảo nhau là như thế này ý à? Đúng rồi, tại chú đấy. Bố. Ồ, tí. Cậu ấm của bố học hành về rồi đấy à? Dạ. Ô làm sao mà nước mắt lưng tròng như kia? Nói có nghe sao nào? Sao phải khóc thế? Bố bảo nếu như con can đảm nhận lỗi thì sẽ được giảm một nửa hình phạt phải không ạ? Đúng, bố nói đúng. Nếu như con can đảm thành thật nhận lỗi, bố sẽ giảm một nửa hình phạt. Thế có việc gì hôm nay để khóc lóc thế? Hôm nay con bị điểm không? Điểm không á? Ui giời ơi, con của bố học là phải điểm 8, điểm 9, điểm 10. Điểm không anh còn phụng phịu cái gì nữa? Hôm nay rất khoát tôi phải cho anh một trận đòn dư tử. Anh nằm xuống đây. Bỏ ba lô đây. Nằm xuống. Nằm xuống. Nào, chống bông lên đấy. Bố. Hả? Con bị đánh thế này thì không muốn uổng. Nhưng bố đã không giữ lời hứa à? Bố không giữ lời hứa. Bố hứa là sẽ phạt con 50%, đánh một nửa. Không, bây giờ bố đánh con 5 roi nhá. Nhẽ ra bố đánh 10 roi, bây giờ đánh 5 roi. Thế tại sao con học điểm không? Nói bố nghe xem nào. Dạ. Câu hỏi của thầy giáo thế nào mà con không trả lời được, được có điểm không được thế nào? Dạ. Hôm nay thầy cho đề bài khó, con không trả lời được ạ. Rồi, anh ngồi dậy. Nói bố nghe, câu hỏi của thầy hỏi con như thế nào, nói bố nghe xem nào. Thầy hỏi, dãy núi nào dài 1.100 km với tổng diện tích 22 triệu hecta có trong bản đồ của 21 tỉnh. Dài thế, rộng thế, mà lại nằm trong 21 tỉnh. Bố nghe, bố đã thấy hơi choáng. Thế con có trả lời được không? Con không trả lời được. Thầy giáo bảo Trường Sơn. Trường Sơn à? Thế xong thế nào? Xong rồi, con về chỗ ngồi. Rồi thầy bảo tôi đã cho em về đâu mà em về. Thế là con bị điểm không ạ? Đúng rồi còn gì nữa. Thầy đã cho con về đâu mà con tự tiện con bỏ về chỗ ngồi. Điểm không là đúng rồi còn gì nữa. Nhưng mà thầy gọi bạn Trường Sơn lên
Thế con phải về là đúng rồi mà. Ô. Ơ nhỉ. Con mình nói cũng có lý nhỉ. Ở lớp có bạn Trường Sơn hả? Vâng. Ôi anh, lâu lắm mới gặp anh. Anh thấy mua giày ạ. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo của anh ạ. Giày của em là giày nhập khẩu ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Giày Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, giày châu Á, châu Âu, giày da trâu, da gà, da bò, giày Angola, giày Ông nói nhiều mà tôi chóng hết cả mặt. Thế ạ, anh mua giày gì ạ? Bây giờ tôi mua một đôi giày nội địa. Giày nội địa. Ừ. Ở đây. Thế thì anh xem giúp em đôi này. Đôi này. Đây là một đôi nội địa chuẩn đấy anh ạ. Ừ rồi. Đấy. Anh xem thêm hai đôi này nữa anh ạ. Ơ, này. Đôi này là cũng hay phết đấy nhỉ. Ui, phải nói anh là một người có đôi mắt cực kỳ tinh tường đấy anh ạ. Đôi này là đôi đẹp nhất ở cửa hàng em. Giá hình như là cũng phải chăng ấy nhỉ. Trời ơi, giá lại quá mềm mại. Chỉ có 400.000 cho một cuộc tình thôi anh ạ. 400.000 cho một cuộc tình. Được đấy. Nhưng mà bây giờ tôi muốn thương lượng với cậu một chút có được không? Thương lượng à? Tôi sẽ mua chiếc giày này. Đấy, mua một chiếc thôi. Nhưng mà tôi sẽ trả cậu 300.000. 300.000? Ừ. Một chiếc giày. Ừ. Dạ, em sẽ bán cho anh một chiếc giày này với giá 300. Này này, gói. Dạ vâng ạ. Anh đợi em một tí nhé. Cảm ơn nhá. Hôm sau mình sẽ đến mua nốt chiếc còn lại. 10.000 nó còn phải bán cho mình vội chứ. Ông em. Ôi anh. Em đợi anh mãi. Ngày hôm nay nhá, cửa hàng của em lại nhập về một. Tôi xin ông, ông đừng có giới thiệu nữa, nhức hết cả đầu. Mục đích chính của tôi hôm nay đến đây ấy là mua nốt chiếc giày còn lại. Sẵn lòng thưa anh ạ. Anh cho em xin 3 lít. Cái gì đấy? 10.000. Thế thì em lại xin nói thật với anh nhá. Chiếc giày hôm trước em bán cho anh 3 lít là đủ tiền cả đôi giày rồi. Còn cái giày này em để trưng bày cũng được. Thôi thì chỗ người quen, em để cho anh 2 lít.